Rồi xâm xâm tăng lực này, phúc lộc thọ. Lần đầu tiên tôi uống cái này hai hộp, thấy nó khỏe, sức khỏe nó phục hồi nhanh. Ngày uống hai lọ. Uống xong rồi thấy khoảng 15 phút sau thấy khỏe liền. Sức khỏe nó rồi. Bà con mình mua cái này uống mấy cái nhẹ người lớn tuổi. Mấy cái nhẹ quá chứ. Đây nữa nè. Nguyên một hộp này là 10. Quay cái nhãn lại cho nó còn. Một hộp là 10. Quay đứng lên, quay đứng lên. Rồi, một hộp là 10 chai. Uống một ngày là hai hộp, hai lo hai chai. Trong này nó có 10 chai nhỏ như này.